Bạn học cô Hà Hê khoe chiến tích từng bắt nạt Lưu Diệc Phi nhiều lần, người hâm mộ phẫn nộ tột độ. Dù phía Lưu Diệc Phi chưa đưa ra phản hồi nhưng hành động Hà Hê đến từ nhân vật này đang khiến người hâm mộ không khỏi nóng mặt. Sáng ngày 7 tháng 5, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin Lưu Diệc Phi từng bị bạo lực học đường. Đáng chú ý, người được cho từng bắt nạt nữ diễn viên còn có động thái thích thú trước hành động này. Cụ thể, bên dưới một bài đăng về Lưu Diệc Phi, người này đã thích thú để lại dòng bình luận Hà Hê, đắc ý, hồi nhỏ từng đánh Lưu Thiên Tiên rất nhiều lần. Vậy mà giờ muốn xem phim của cô đóng thì phải mở tài khoản thành viên. Ngay lập tức, câu chuyện này đã trở thành đề tài nóng sốt khắp các diễn đàn mạng xã hội. Dòng hashtag cư dân mạng tự nhân từng bắt nạt Lưu Diệc Phi cũng theo đó leo lên vị trí đầu bảng hot search mạng xã hội Weibo. Hiện tại, phía phòng làm việc của Lưu Diệc Phi vẫn chưa đưa ra phản hồi cụ thể cho vấn đề này. Tuy nhiên, dù chưa rõ thực hư nhưng động thái đến từ phía người được cho từng bạo lực học đường nữ minh tinh họ Lưu đang khiến dân tình phẫn nộ tột độ. Nhân vật này cũng nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội đến từ netizen như: chuyện này có gì đáng tự hào mà khoe như đúng rồi vậy? Không biết là thật hay giả, nhưng kiểu tự hào này thật không còn gì để nói. Dù người bị bắt nạt có phải là Lưu Diệc Phi hay không thì hành động này cũng đáng bị lên án và tẩy chay. Không thể chấp nhận nổi kiểu người lẫn kiểu hành động như vậy.